Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Một ngày mới bình yên. Đây là chương trình mỗi ngày một mẫu chuyện thiền. Hôm nay con kính kể đến quý vị một mẫu chuyện với tựa đề Đóng Phân Bò. Kính mời quý vị lắng nghe nhé. Chuyện được kể rằng một đôi tâm giao, bạn bè tri kỷ, một tăng một tục. Tục là Tô Đăng Pha, một đại học sĩ, cũng là người có chút bản lĩnh tâm linh thiền học và vị thiền sư Phật Ấn. Tô Đăng Pha hay đọ ván với Phật Ấn về cái bản lĩnh học thiền của mình hơn là tu tập và chứng nghiệm. Nhưng mà không có lúc nào mà không thua cuộc, bởi vì cái trình độ thể nghiệm và chứng đắc của Phật Ấn là cao thủ. Cho nên trong lòng lúc nào cũng mong muốn tìm có một cơ hội để mà đọ ván và chiến thắng. Vào buổi chiều nọ, hai người trong một cuộc đàm đạo vui vẻ với nhau, và sau đó họ ngồi thiền trong tư thế trang nghiêm lắm, chuẩn bị xả thiền, thì Tô Đăng Pha quay qua nhìn Phật Ấn và hỏi: Bạch thầy, thầy thấy tôi ngồi thế nào? Cái tướng của tôi ngồi trông nó ra làm sao? Phật Ấn mỉm cười và nói: Ngài ngồi giống như là Phật. Cảm thấy rất là dễ chịu và mát lòng vì lời khen ấy. Phật Ấn sẵn hỏi lại: Vậy chứ cư sĩ thấy tôi ngồi làm sao? Nói thật, với cái tướng xề xòa của ngồi của Ngài, bộ đồ ấy, Ngài ngồi trong cái tư thế vậy, tôi thấy Ngài ngồi giống như một đống phân bò. Phật Ấn yên lặng và không quên một câu A-di-đà Phật cùng với nụ hoa mỉm cười trên môi. Không nói lời nữa, Tô Đăng Pha hí ha hí hửng, cảm thấy chiến thắng, hả hê chạy về nhà vội vàng khoe với người em gái của mình là Tô Tiểu Muội: Em à, đây là lần đầu tiên trong đời anh chiến thắng Phật Ấn. Lão ta đã yên lặng và không nói được một lời nào khi sau khi lão khen anh là ngồi giống như là ông Phật, thì anh nói lão giống như là một đống phân bò. Hết lời để giải thích. Tôi đi muội này, anh mới thực sự là người thua cuộc keo này nặng nề nhất. Anh thua làm sao? Sao anh thua được? Vừa tức giận mà vừa ngạc nhiên hỏi Tô Đăng Pha. Anh thua là bởi vì giữa phân bò và Phật, anh nghĩ cái nào quý hơn? Dĩ nhiên Phật. Người nào có cái nào, người đó thấy và nói cái đó. Phật Ấn có Phật cho nên nói Phật. Anh nói phân bò bởi vì trong anh có phân bò. Anh nghĩ phân bò của anh quý hơn Phật của Phật Ấn sao? Giống như một bong bóng xì hơi. Mới nhận ra mình thật sự là người thua cuộc keo này nặng nề nhất. Thua cuộc là bởi vì bản chất của Tô Đăng Pha cũng có ít nhiều cái giá trị tâm linh như là cái đẹp của cái hoa này ở trong lòng của anh ấy. Cho nên anh ấy mới đi tìm một người có cái bản chất tâm linh đẹp như là một vườn hoa của Ngài Phật Ấn. Nhưng mà mình lấy cái hoa của mình đi tìm một vườn hoa, mà mình tới một vườn hoa mà mình không thấy mình là cái hoa, mà mình thấy mình là đống phân, để nói ngoài kia nguyên một vườn hoa mình tìm khổ cực lắm, mà ví một vườn hoa đó giống như một đống phân, thì quá tình mình là cái thất bại. Thất bại thứ nhất là thất bại với chính mình. Bởi vì bản chất mình không muốn là đống phân, mình có hoa cho nên mình đi tìm hoa, mà mình thất niệm cho nên cái rác rưởi trong mình nó trồi lên là đống phân ấy, cho nên mình thấy toàn bộ bên ngoài là phân hết. Ngay cả cái đống một vườn hoa mà xưa nay mình cung kính để theo học đạo ấy cũng thành đống phân luôn. Cho nên Ngài Phật Ấn chỉ mỉm cười nhẹ mà không nói lời nào, là bởi vì Ngài biết rằng tôi biết cái bản chất chân thật của Ngài á, cư sĩ là không phải là cái đống phân đó. Ngài cũng có cái đẹp ở trong lòng, cho nên Ngài mới tìm đến tôi, mới tìm đến Phật, mới tìm đến tâm linh tu hành. Nhưng tạm thời là cái phân bò của Ngài nó hơi bị nhiều một chút, và tôi cười bởi vì tôi nhận ra trong tôi có cái thứ mà trong Ngài cũng có cái thứ đó, tạm thời Ngài chưa xài được thôi, và không cần giải thích. Giải thích Ngài mới tin.
Ta đâu có tiến tới một cái đống rác nếu như ta thấy kia có một cái vườn hoa. Ta đâu có tiến tới một cái chỗ đau khổ nếu ta nhận thấy có một cái chỗ nào đó vui sướng và hạnh phúc. Vậy bản chất của ta là có cái thứ vui sướng hạnh phúc, chứ ta không muốn đau khổ. Bản chất của ta là ta muốn hướng đến hoa và trong lòng ta có hoa. Mà ta thua cuộc là bởi vì nhiều lúc ta không nhận ra hoa đâu và rác đâu, đâu là phân bò và đâu là Phật. Và ta nghĩ phân bò là chiến thắng Phật. Bản thân ta là muốn Phật, ta đâu muốn phân bò. Vậy mà bây giờ ta nói người ta là phân bò, là xấu, là ác, là tệ, là không đúng. Mà ta cảm thấy hả hê là ta đang rất là mê mờ. Bởi vì mình hả hê tức là mình nghĩ cái phân bò mà mình thấy đó là họ, không, là mình. Và mình nghĩ mình chiến thắng, mình hả hê. Thực ra mình là người thua cuộc. Bởi vì mình không biết đâu là cái giá trị hơn. Cái giá trị đích thực không phải là phân bò, mà nó là Phật. Giá trị đích thực không phải là rác mà là hoa. Mình nghĩ rác nó hơn hoa, mình nghĩ phân bò nó hơn Phật. Cho nên đó là cái thua cuộc. Mình không phân biệt được cái nào tốt, cái nào xấu. Cả như một đại học sĩ vẫn bị cái tôi mê lầm của mình nó lừa gạt ngoạn mục. Cái bài học thứ hai là trong con người chúng ta có những hạt giống thiện và bất thiện, hạt giống dễ thương và không có dễ thương. Tưới tẩm hạt giống nào thì hạt giống đó nó nở rộ ra như là kết quả tất yếu. Trồng cỏ thì cỏ dại lên, trồng hoa thì hoa nở. Phật Ấn đã trồng cái vườn hoa của mình tươi mát. Tôi Đông Pha cũng trồng, nhưng mà lúc trồng cỏ, lúc trồng hoa. Vậy làm sao đó đừng có trồng cỏ nữa và chăm sóc hoa nhiều hơn. Cái thứ nữa, khi mình chăm sóc đến mức độ nào đó rồi thì cái hoa mình trong lòng lúc nào cũng nở. Ở ngoài kia có rác bao nhiêu, nếu có nếm vào trong này một đống phân bò thì phân bò nó cũng trở thành chất liệu dinh dưỡng để nuôi lớn hoa của mình. Cho nên Phật Ấn đã mỉm một nụ cười, nhận một cái miếng chanh chua như là phân bò của Tu Đông Pha nếm vào và vắt vào ly và bỏ thêm vài hạt đường nữa là thành một ly chanh để tặng thành một nụ cười cho Tu Đông Pha uống. Còn có uống được hay không thì phải về nhờ Tô Tí Muội nữa. Khi mà trong lòng của mình đầy đủ những cái hạt giống từ bi hỷ xả của những cái đóa hoa thơm ngát hương do có năng lượng tu tập đó, thì ai không muốn tới gần gũi. Mình sống sao mà người ta tiến tới mình, ta thấy dễ chịu và mát nhẹ, thì đó là cuộc sống của mình thành công. Tiền tình danh lợi của cái đâu không biết, nhưng mà ta tiến tới mình, ta thấy khó chịu, khó ở, khó sống, khó coi, thì mình cũng coi như là một đời sống không có thành công rồi. Đời sống tạo ra đau khổ cho mình và cho người là đời sống mình không mong muốn, và họ thế gian này cũng đâu có ai thích đâu. Vậy là cuối cùng thì Tô Đông Pha đó cũng chính là con người của chúng ta, là những hạt giống dễ thương trong này có, nhưng nhiều khi nó quên cho nên phân bò nổi lên. Vấn đề là mình thấy cái phân bò đó chứ đừng có nói cái phân bò ra ngoài cho người ta thấy mình đang hôi. Và mình thường thân cận với những bậc thiền hữu tri thức, để khi mà mình nói ra phân bò thì họ sẽ nhắc nhở mình là trong người mình có hoa, bằng một nụ cười từ bi mà họ không có phải hơn thua và hãm hại hay chê bai phán xét mình. Mình không, mình có phân bò mà mình ở với những đống phân bò khác là mình sẽ làm ra một cái trại nuôi và chứa phân bò. Mình nguyện mỗi ngày mình làm lớn lên cái năng lượng từ bi hỷ xả, thương yêu, bao dung, hiểu biết, nhẹ nhàng, thông dong, buông xả cho mọi người mình, để mình làm lớn lên cái vườn hoa đó. Và mình nguyện tới với người và làm lớn lên cái vườn hoa trong người đó. Nếu họ tạm thời không có thấy hoa của họ xài á, thì mình lấy cái hoa của mình thể hiện ra. Và hữu xạ tự nhiên hương, họ thấy mình là tấm gương, cái họ tự động và họ học hỏi. Mình không cần phải nói bằng ngôn ngữ mà hành động bằng cái thân hành. Nguyện mắt thương nhìn cuộc đời. Như làm sao mà mình nhìn đây nè, cái cách mình thực tập đó là quan trọng. Bây giờ ta thấy nha, làm sao mà Tô Đông Pha cứ nhìn Phật Ấn bằng một đống phân bò, mà trong khi bản thân mình là có cái niềm vui tu tập và mình muốn tìm đến một người tu tập. Một người tu tập giống như là một thiền sư như vậy, mình cung kính lắm mình mới tới. Bây giờ mình tới đó cái mình thấy ổng là một đống phân bò mà mình mừng mình chiến thắng.
À, thì coi như mình đang thua cuộc chính mình. Mình tiến tới một đống phân bò mình học sao? Mình tiến tới một ông Phật mình học. Mình không thấy Phật mà mình thấy Phật thành phân bò, mình chịu thua mình đâu, mình thua cuộc. Thế nên phân bò đó ở đâu? Ở trong đầu của tôi đang phá. Anh ta không đang không tỉnh thức, bị cái tôi nó mê mờ, nó che mắt mình. Cho nên anh ta đang lấy cái đống phân bò là cái xấu cái tệ trong lòng mình đó, để trên đầu và nhìn cái đôi mắt của mình qua đống phân bò đó. Cái đống phân bò đó chứng tỏ là tôi Đông Pha đang có một cái nỗi ôm ấp ở trong người, bực bội và muốn đọ ván và chiến thắng, hy vọng để mà được hơn, gỡ què một keo. À, cho nên cái đống phân bò đó là cái quá khứ, là cái hình ảnh về mình, là cái cố gắng trở thành để chiến thắng. Cái đó nó tạo nên sự mê muội. Khi trong này có đống phân bò đó, thế gian này là thành phân bò. Khi thương thì thương cả đường đi, khi ghét thì ghét cả tông ti họ hàng. Khi mình thương ai thì lòng của mình sao? Thương cả cái đường của người đó đi nữa. Không cần mình trở thành bậc thánh đâu. Khi mình thương là mình thương hết thế gian này của những gì thuộc về người đó. Mà khi mình ghét, những người nào mà liên hệ gần gũi với người đó mình cũng ghét nốt luôn. Phật, cái Phật mà Phật Ấn nói cho Tu Đông Pha đó, không phải là ông ngồi giống như cái hình ông Phật. Phật Ấn không có một cái hình ảnh gì ông Phật. Phật Ấn đang lấy cái thấy, chính là sự hiện diện đơn thuần của mình, giống như cái ánh sáng của cái binh này nè. Và cái ánh sáng đó chính là Phật. Ánh sáng là tỉnh thức. Phật chính là Buddha. Buddha tức là tỉnh. Tỉnh là tỉnh dậy chứ không có mê mờ. Thì cái tỉnh dậy đó là cái năng lượng chánh niệm có mặt, sự hiện diện đơn thuần mà chưa có cái hình ảnh trong đầu mình đó, đó chính là Phật. Và Phật Ấn lấy cái đó nhìn tôi Đông Pha, và Phật Ấn nói ông ngồi giống như Phật. Tức là Phật Ấn nói chính cái thấy chưa có phân biệt hình ảnh của mình đó, chính là Phật Ấn đang nói chính cái thấy của bản thân mình, chứ không phải nói cái thứ bị thấy là tôi Đông Pha. Tức là Phật Ấn đang nói chính cái binh là cái ánh sáng, cái binh đang chiếu, chứ không phải là Phật Ấn nói cái đối tượng của cái binh chiếu lên. Phật Ấn đang nói cái thấy của con mắt này nè, mắt này nè, chứ không phải là Phật Ấn nói cái đối tượng của con mắt thấy. Cái bản tâm chân thật của mình là cái thấy. Thì cái thấy này nó thấy hoa hay nó thấy rác, đâu phải vì hoa mà nó đẹp lên, nó nhiều, nó rõ hơn, đâu phải vì rác mà nó xấu, nó tệ lại. Cái thấy của mình nó không có nhiều hay ít, dơ hay sạch, tăng hay giảm. Như vậy lấy cái thấy đó, thì cái thấy đó ở đâu? Cái thấy đó là nó chính là cái hiện tại, cái đang là cái đơn thuần của sự hiện diện, như là cái ánh sáng của cái pin này. Cái đó mình có chứ không phải do tu mà được. Cái đó ở trong kinh Nikaya Phật cũng dạy, trong Satipatthana kinh tứ niệm xứ Phật dạy là Paribhukham Satim Ubattha Betwa, tức là hãy dựng cái chánh niệm ở trước mặt mình đó, là hãy ý thức đơn thuần sự có mặt chứ không phải lấy cái hình ảnh ở trong đầu. Cái đó chính là đi biết, nhìn biết là quán thân đứng thân, nghe biết, thấy biết, và cảm thọ vui buồn của cái tâm, cũng như cảm thọ khó chịu dễ chịu của cái thân, biết là quán thọ niên thọ, và suy nghĩ này nọ ABCD biết, đó là quán tâm niên tâm á. Tức là cái biết đó chính là cái tự tánh của mình, là cái bản lai diện mục mà trong thiền tông nói. Cái biết đó nó cũng là cái biết mà Phật dạy là biết A, biết B, biết C. Thì cái biết đó chính là cái tâm sáng soi. Này các tỳ kheo, cái tâm này các tỳ kheo đó là cái tính sáng soi mà nó bị làm ô nhiễm bởi những đối tượng từ bên ngoài. Như vậy tu tức là bậc trí thì biết gọt những cái thứ bên ngoài đi, còn lại cái bản chất sáng soi chính là cái tâm của mình phản quang tự kỷ, cái ý thức ánh sáng của mình thường trực. Cái đó Phật Ấn đang là cái đó, bởi vì Ngài đã trở nên một với cái đó. Cho nên mọi thứ Ngài thấy chính là cái thấy của Ngài. Mọi thứ mắt nó thấy nhưng mà bản thân nó không thể thấy nó. Mắt không thể tự thấy mình. Cái tự tánh của mình nó có thể như bức gương rọi chiếu mọi thứ, mà nó không thể tự chiếu nó. Mình phải tự thấy cái bản tánh của mình. Cái mà sắc thọ tưởng hành thức, cái thức đó là cái thấy. Và chúng ta hãy lấy cái tâm của mình đó là cái mà nó chưa có phân biệt bởi đối tượng, mà tu tập
Tu tập tức là thường xuyên ý thức về nó, ý thức về cái tự tánh đó, ý thức mình là cái đại dương đó chứ không phải là những con sóng suy nghĩ, ý thức mình là bầu trời kia chứ không phải là những cái luồng mây qua lại, ý thức mình là cái không gian rỗng lặng này nè chứ không phải là những cái thứ mà không gian này chứa. Đó là cách mà mình hành trì để mình trở thành từ một tu đông pha đến một Phật ấn một cách trọn vẹn. Và tu đông pha đó ở trong đây nè, chúng ta mỗi người, Phật ấn đó cũng ở trong đây chúng ta mỗi người. Và hàng ngày nếu mà phân bỏ nổi lên thì mình phải tự thấy mình trước, chứ không vứt phân bò ra người ta sẽ nói mình đang chứa một cái ổ phân bò rất là hôi. Mình càng vứt nhiều cái lời chê bai phán xét, người ta càng thấy mình nhiều phân bò, và dĩ nhiên không ai tới gần phân bò mà dễ chịu hết. Đó là cách mà chúng ta có thể trở nên có một cảm hứng tu hành, rằng nuôi dưỡng một vườn hoa để hoa tỏa ngát hương thơm và cuộc sống của mình cảm thấy dễ chịu, dễ thương, tu hành nó có an lạc hơn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.